Website đào tạo Fred xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Fred. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Fred, người duy nhất trên thị trường giao dịch Fred này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trên thị trường bằng chính những giao dịch thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và thấy rõ được các giá trị giao dịch thực tế này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có mỗi một vấn đề, đó là dễ mất tiền, đơn giản là bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, đây phải cần cả một quá trình mà người thầy họ phải minh chứng bằng thực tế trên thị trường. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này là gì nhỉ? Các bạn chưa học xong là có thể kiếm được ra tiền, đang học là có thể tạo được ra lợi nhuận, hoặc học xong ra ngoài có thể giao dịch được ngay mà ngay chính cả bản thân thằng thầy. Còn không chịu chứng minh giao dịch thực tế, không cho các bạn theo dõi các giá trị, kiến thức và phương pháp bản thân chúng vận dụng, áp dụng trên thị trường, thì làm sao ra ngoài có thể tạo dựng ra các giá trị lợi nhuận ở trên thị trường để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận, nhà đầu tư có thể đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng khi các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, hãy nhìn nhận và đánh giá cho thật kỹ và cẩn thận để tránh những từ trường hợp khi tham gia vào trong thị trường này rồi để gì nhỉ, nói rằng bản thân mình hối tiếc, và khi sự hối tiếc này đến, bản thân các bạn sẽ là những người phải trả những cái giá rất đắt ở trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư nên nhớ rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này không có thứ kiến thức nào được gọi là đúng hay sai, chỉ có một thứ giá trị kiến thức duy nhất giúp cho các bạn có thể đúng và tồn tại, đó là giá trị kiến thức của sự minh chứng bằng thực tế. Và các bạn phải là người đánh giá các giá trị này xuyên suốt trong một thời gian dài rồi hãy đưa ra những giá trị kết luận cho chính bản thân các bạn trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này phải hiểu rằng các giá trị giao dịch ở trên thị trường phải được chứng minh bằng live thực tế trên chính những tài khoản live của bản thân họ để các bạn nhìn nhận và đánh giá. Tuyệt đối không được nhìn vào những giá trị được gọi là hình chụp ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, chụp hình được thì tại sao không chứng minh bằng chính những giá trị giao dịch live của bản thân chúng ở trên thị trường để cho chúng ta theo dõi, chúng ta thẩm định và chúng ta xem được rõ về các kết quả giá trị giao dịch đó trên thị trường. Đó chính là vấn đề mà bọn lừa đảo trên thị trường giao dịch Forex này luôn luôn nói và vẽ cho chúng ta những bánh vẽ được gọi là giá trị về lợi nhuận đều trên thị trường, mà ngay chính cả bản thân chúng còn không có khả năng vận dụng, áp dụng vào trong thực tế. Ngay chính cả bản thân chúng còn không có khả năng minh chứng bằng thực tế để cho nhà đầu tư đánh giá. Chính vì vậy, bọn á quân Forex thế giới, bọn pro trader và rất nhiều thằng thầy dạy Forex và bọn bán tín hiệu và những kẻ được gọi là chuyên gia Forex hay là quản lý quỹ ở trên thị trường sẽ không bao giờ dám chứng minh bằng thực tế để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá xuyên suốt cả một quá trình mà bản thân chúng chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư. Và rất nhiều các kênh chia sẻ trên thị trường giao dịch Forex này, rất nhiều những chủ các diễn đàn Forex, rất nhiều những cái kênh được gọi là chia sẻ về kiến thức hoặc là bán tín hiệu hoặc đội nhóm Forex chỉ lập ra để lừa đảo, thuốc chết nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này, để cho chính những mục đích của bản thân chúng được gọi là bán những thứ kiến thức mà ngay cả bản thân chúng còn không vận dụng, không áp dụng được vào trong thực tế. Và ngay cả những tín hiệu giao dịch Forex của những đội nhóm ở trên thị trường bản thân chúng đưa ra còn không dám giao dịch vận dụng vào trong thị trường thực tế để đưa cho nhà đầu tư, mà chỉ có chụp hình và nói mồm và sử dụng mõm rằng bản thân chúng đã giao dịch thành công. Nếu các bạn đủ kỹ năng, đủ kinh nghiệm thì các bạn có thể thấy rõ được rằng những giá trị ngay cả bản thân chúng đưa ra trên hình chụp bằng demo với những gì chúng cho chúng ta thấy rõ về bản chất của bản thân chúng đã là những điều phi lý và bất hợp lý trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ. Tôi mong muốn rằng mọi giá trị và các góc khuất ở trên thị trường website đào tạo Forex sẽ tiếp tục chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư, cho nhà đầu tư thấy rõ được các minh chứng này trên thị trường để cộng đồng nhìn vào trong thực tế và hiểu được rằng bản thân các bạn đã đi trên con đường này như thế nào, và nhìn lại cả một quá trình xem những kẻ được gọi là áo quân Forex thế giới hoặc pro trader hoặc thầy dạy hoặc chuyên gia Forex ngoài kia hoặc những thằng bán tín hiệu hoặc là chủ các diễn đàn Forex hoặc các kênh chia sẻ về kiến thức ở trên thị trường, chúng đã chứng minh bằng thực tế như thế nào để cho nhà đầu tư tự
thấy rõ được các giá trị bản thân chúng có thật sự có năng lực ở trên thị trường này hay không. Đó mới là điều mà gì nhỉ, các bạn cần phải tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Chúng đã chứng minh bằng thực tế như thế nào cho nhà đầu tư tự thấy rõ được các giá trị bản thân chúng có thật sự có năng lực ở trên thị trường này hay không. Đó mới là điều mà các bạn cần phải tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công.